20 cuộn rất là nặng luôn nha cả nhà mình nha. Rồi chia luôn từ thôi. Xuống luôn, xuống luôn. Nặng lắm cả nhà. Ôi, được rồi. Chắc là nặng mà thẳng nhíp luôn cả nhà. Tìm một cái nơi đất trống á, rồi bỏ ống ở đây trước cả nhà. Rồi đêm nay là chú người đồng bào mà hay đi với tiếng á, là nhà chú ở đây. Chú sẽ ở đây chú giữ cả nhà mình. Ngày mai mới tiến hành là chở ống lên trên đầu nguồn, trên đỉnh núi á. Xếp gọn gọn lại giúp em nhanh nha. Năm cuộn 100m, 15 cuộn 200m nha cả nhà. Mười lăm cuộn là mỗi cuộn 200m á, chứ không phải 15 cuộn là 200m đâu nha cả nhà mình nha. Hai chục cuộn rất là nhiều. Tiến xin chào cả nhà thân thương. Hôm nay Tiến lại tiếp tục đi lên vùng núi. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với bản thân Tiến, và đặc biệt hơn đối với các bà con nghèo ở trên vùng núi người dân tộc Đắk Lây cả nhà. Thì trước mặt anh nhỏ ở đây, cả nhà cũng có thấy là những cái cuộn ống Tiến để ở đây. Những cuộn ống này là hôm qua Tiến chở rồi, nên hôm nay mới bắt đầu lắp một cái đường ống nước cho bà con có một cái nguồn nước từ ở trên đầu nguồn suối chảy về đây, để cho bà con có cái nguồn nước sạch mà sử dụng. Các anh người đồng bào thì Tiến cũng có thuê 15 người để vận chuyển cái đường ống nước này để đinh lên cái đầu nguồn đó cả nhà. Tại vì cái đoạn đường á đi lên suối thì đá rất là to và đi di chuyển rất là khó khăn luôn. Nên bây giờ các anh đang lót cây, tập trung lại lót cây rồi bỏ những cái đường ống nước này đi chở lên trên đầu nguồn cả nhà. Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong chuyến hành trình đi bắt ống nước, mang nguồn nước về cho dân làng nhé. Giờ đang di chuyển trên nhà cả nhà. Tại vì cái ống này có một cuộn là 500m luôn cả nhà, nhưng mà Tiến không có lấy. Cái đoạn đường mà đi lên suối á vét rất là khó khăn luôn, nên Tiến kêu nhà máy á, họ làm một cuộn là 200m, rồi 5 cuộn là 100 nữa thôi cả nhà. Cả nhà nhìn thấy người ta vác một cái cuộn ống một người như vậy thôi, chứ lên cái đoạn đường núi á, là phải hai người nha cả nhà. 20 cuộn thì Tiến sẽ bỏ ở đây. Bỏ ở đây là 6 tới 8 cuộn. Còn mười mấy cuộn là Tiến chở lên đầu nguồn cả nhà, mình bắt xuống đây. Rồi nếu mà thiếu á, thì từ ở dưới đây đi lên trên lại. Đây cả nhà. Rất là đông vui luôn. Từ trên đầu nguồn mà bắt xuống á cả nhà là phải chở lên đó, lên đầu nguồn 4 cuộn mình bắt xuống. Còn những anh mà còn lại á thì các anh đi rải để mỗi cuộn mỗi nơi cả nhà. Mỗi cuộn mỗi nơi trong cái đường ống mà được chỉ định để bắt á cả nhà mình. Cả nhà biết tại sao mà rất là đông người không cả nhà mình? Tại vì đây là cũng theo mong muốn của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân muốn tạo công ăn việc làm cho người đồng bào á cả nhà. Như một chiếc xe máy như thế này là mình tải được hai phanh ống rồi, thì chia ra thì chắc chắn là không có tới 10 người đâu cả nhà, 15 người đâu. Mà chị Thân Thiện ở Mỹ, chị muốn là tạo công ăn việc làm cho các anh người đồng bào ở đây, nên chị kêu Tiến là phải đi gọi 15 người để cho họ đi chở đường ống nước, đi phụ này kia, để cho họ có công ăn việc làm. Ở đây một ngày thì họ không có làm một cái gì á cả nhà. Nhiều người họ không có làm cái gì kiếm ra đồng tiền. Còn nhiều người họ đi làm á mà một ngày cũng không có kiếm được bao nhiêu đâu. Nên chị muốn hỗ trợ các anh
Rồi bây giờ bắt đầu đi thôi cả nhà mình. Quá là vui luôn. Bây giờ tới cái chỗ đoạn rẽ rồi cả nhà mình. Đầu nguồn thì nằm tiếp bên kia, nhưng mà chắc anh phân chia ra mỗi người đi mỗi hướng cả nhà. Những anh này là đi rải ở trong bì rừng, còn những người mà chở 4 cuộn ống á thì mình đi lên đầu nguồn cả nhà mình. Đây hai anh này là đi cùng với Tiến đi lên đầu nguồn, bắt 4 cuộn ống xuống trước, còn những anh kia là đi rải ở trong rừng. Đi vào trong cái đoạn đường rừng này cả nhà mình thì rất là khó đi luôn. Tại vì mình đi qua những cái lùm cây bụi cỏ á, thì nó sẽ vướng, nên cái việc di chuyển nó cũng hơi khó khăn cả nhà. Các anh mà Tiến Phong Chi đi đi rải đường ống á, thì các anh đó cũng đi trên một cái đoạn đường rất là khó luôn. Nhưng mà Tiến chỉ đi theo hai anh này chở 4 cuộn ống đi lên đầu nguồn để bắt thôi cả nhà, chứ không có đi chung với lại mấy anh kia. Tiến rất mong khi cả nhà xem được video của Tiến á, thì cả nhà hãy xem hết video và xem hết quảng cáo để ủng hộ tinh thần cho Tiến nha. Hôm nay là đi làm sớm cả nhà, 7 giờ là Tiến đã có mặt ở trên khu vực rừng núi này rồi. Chạy là mình phải canh cái đường ống á cả nhà mình, chứ mình mà không canh á là nó vướng vào những cái cây điều á, rồi nó gạt cái cây mà ở ngoài sâu cả nhà cũng thấy đó, rồi mình té đó cả nhà, rất là nguy hiểm luôn. Từ từ rồi nhường đường sao vậy anh? À giờ số cả nhà, đi rẫy vậy anh đó. Người đồng bào họ đi rẫy sớm lắm cả nhà, 4-5 giờ là họ đã đi rồi, bây giờ họ xuống họ đi thu hoạch trái điều quá cả nhà. Tại vì người đồng bào ở trên đây á, họ ít công ăn việc làm đó, nhưng họ phải là đi làm sớm để mưu sinh đó cả nhà mình. Trời ơi, ơi nhường đường bây chân cẩn thận. May là ở trong đoạn đường này có một cái đường bê tông mà người đồng bào họ gom góp tiền lại cả nhà, họ làm có cái đoạn đường này, mình chạy lên trên đầu nguồn á thì cũng rất là dễ, cũng đỡ cả nhà mình, ít hư hao xe nữa. Đó là những cái chỗ mà để xe của người đồng bào họ đi rẫy nè. Ui xa. Cả nhà xem, cả nhà thích cái chuyến hành trình này á thì cho Tiến xin một lượt like và comment những cái comment tích cực để cho Tiến càng cố gắng phấn đấu hơn trong cuộc sống và cho cái kênh của Tiến càng phát triển hơn nha cả nhà. Có một cái căn chòi ở đây nữa cả nhà mình, ngã nghiêng đất nát hết rồi. Do Tiến chạy trong rừng trong núi á, điện thoại có hơi rung lắc, cả nhà xem thì cả nhà thông cảm cho Tiến nha. Chưa xuống đâu anh, chưa xuống đâu, còn một khúc nữa, còn đi xuống một đoạn nữa cả nhà. Xe này thì bị xe này thì bị méo cây rồi, nên phải chỉnh lại. Ủa cái này gần tới cho anh, gần tới cái bãi đó chưa? Ờ tới rồi hả? Rồi anh chạy xuống trước luôn đi anh.
anh chạy xuống trước cho gọn đi anh. Đó. Thôi thôi được rồi anh, vòng vòng tới rồi khỏi tuột lại nữa đi, mình bỏ mình lăn xuống cũng được. Bỏ xuống rồi lăn đi. Dạ đúng rồi, bỏ xuống lăn đi, xi anh ở để ở đây không ai lấy đâu đúng không? Để đi, ai lấy đâu. Xi cù bắp mà ai lấy. Đó xi cũng người đồng bào họ đi rừng đi núi cả nha. Cột chắc quá ha. Hôm nay rất là đúng gió luôn cả nhà mình. Thì cái khu vực này á cũng gần tới suối, mấy trăm mét nữa là tới suối thôi cả nhà. Nhưng mà khi mà làm cái đường ống á là mình phải băng ở cái dãy rừng đó cả nhà. Mình lấy cây rượu mình phát đồ này kia mình chặt ra để cho có cái đường á, để mình kéo cái đường ống nước. Hiện tại thì đã tới cái nơi mà để xe thường ngày của người đồng bào họ đi rừng đi rẫy cả nhà. Họ để đây, không còn cái đường để lên nữa cả nhà. Bây giờ là 4 người vác 4 cuộn 100m. Tại vì những cuộn mà nặng 200m á là tiếng để cho các anh kia, các anh đi rải rồi. Còn ở đầu nguồn á thì mình đi cái đoạn đường nó xa á, rồi dốc đá gồ ghề cả nhà. Nên mình chỉ lấy là 100m, mỗi cuộn 100m thôi để rinh đi cho nó dễ. Cả nhà xem cái đoạn đường này, trời ơi đá không cả nhà mình. Ba tiếng thì đi ngoài sau cầm rượu, nếu mà vướng cái gì thì phát ra cả nhà. Lần thứ hai tiến lên cái đầu nguồn này, trời ơi hôm bữa tiến lên á mà tiến mê luôn á cả nhà. Ba đi lên trước á, ba coi thử cái nào dướng không, ba phát. Lên mà thấy ui trời, lên mà thấy suối rồi á, mình mê luôn á cả nhà mình. Hôm nay á tiến lên đây, trời ơi tiến chọn đi lên đầu nguồn, chứ ở dưới kia thì tiến chỉ rải ống không có quay được cái gì á, nên lên là quay cảnh thiên nhiên rồi quay cái nguồn nước sạch để bắt cho bà con luôn đó cả nhà, thấy không, trời ơi đá không. Hồi nãy có mới người chủ nhật này đi chơi suối à? Đi suối đó hả? À hôm nay là chủ nhật cả nhà, hôm nay chủ nhật là người ta nghỉ làm công ty á, người ta sum họp với gia đình để đi suối cho mát mẻ, tại vì bây giờ á là cũng chưa có tới hẳn là mùa mưa đâu cả nhà, nên trời rất là nắng nóng luôn. Wow. Khó giác quá hả chú? Mình thấy nó nhỏ vậy thôi, mình thấy cái cuộn ống nó 100m, nó một người giác mình thấy nhẹ vậy thôi cả nhà. Chứ mà đi lên những cái đoạn đường này cả nhà cũng thấy rồi đó, nó rất là mệt luôn, mình đi bộ á mà cũng mệt nữa cả nhà. Cũng chi là vác một cái cuộn ống như vậy, mình cầm 5kg thôi là cũng thấy rất là nặng rồi. Đi đường rừng núi không phải như là đi đường ở dưới bằng đâu cả nhà. Rồi chỗ đá cẩn thận nha, đi đá cẩn thận á, đừng chọt. Bữa tiếng chợt đó, trời ơi cái đầu gối ở trên tay với lại ở trên ở dưới chân á. Đi lên trên đầu nguồn luôn anh, không phải bắt ở đây đâu. Đúng rồi, trên đó nó mới sạch lận, ở dưới đây nó chảy qua nhiều chỗ á cả nhà mình, nên cái nước nó đục nó dơ lắm cả nhà. Mình lên thẳng ở trên đầu nguồn luôn. Ba tiếng với lại chú này là thay phiên, tại vì chú lớn tuổi rồi á, nên chú lên một đoạn chú mệt thì ba tiếng sẽ lên. Đi một đoạn cũng rất là xa rồi cả nha, chú kia thì chú mệt nên thay phiên nhau, ba tiếng với lại chú đó thay phiên nhau. Các anh người đồng bào á, chắc anh đi mỗi ngày quen rồi thì các anh đi rất là nhanh. Còn mình á là
không có đi như cơm bữa như các anh á. Mình lên thứ nhất là cái sức của mình không có nè, cái thứ hai là cái đường nó gồ ghề á, nên mình đi rất là chậm luôn. Lên tới đây nghỉ mệt cả nhà. Wow, cả nhà cũng thấy đó, trời nó dốc quá là dốc luôn. Nặng không hả? Đó, người ta tắm suối bên kia kìa cả nhà. Để tiến qua nha. Mấy đứa nhỏ á, người ta tắm suối. Qua wow, mát quá cả nhà mình ơi. Đó, người ta tắm suối quá trời đông luôn. Đây là cái nguồn nước nè. Nguồn nước ở đây vẫn dơ cả nhà. Ở đây vẫn dơ. Đây. Ở trên đầu nguồn rồi nhưng mà nó chảy xuống đây vẫn dơ cả nhà. Nên mình giúp quá cái gì á là mình phải giúp cho chốt luôn cả nhà mình. Mình phải lên trên đầu nguồn, cái nơi mà nó tiết nước ra sạch nhất và nhiều nhất để cho người đồng bào họ sử dụng. Đó, nên nhiều người á, người ta bắt đường ống nước, người ta bắt từ trên đầu nguồn không á cả nhà. Chứ không có bắt ở dưới kia, tại vì dưới kia quá dơ. Cái này mà đi trải nghiệm sinh tồn hay là ở trong rừng, trong núi cũng rất là thú vị luôn cả nhà mình. Cái này chắc Tiến phải làm thêm một kênh YouTube nữa để trải nghiệm rừng núi cả nhà. Mình thì mình không có khả năng để sử dụng cái từ mà sinh tồn á cả nhà. Nên mình chỉ trải nghiệm thôi. Ở trên rừng, trên núi mình hưởng thụ thiên nhiên. Các anh các chú thì đang nghỉ nên Tiến đi lòng vòng cho cả nhà xem cái khung cảnh quê hương Ninh Thuận mà Tiến đang sinh sống. Nước nó tỉa ra quá trời luôn cả nhà, rất là nhiều hướng luôn. Bên đây cũng có nè, bên đây cũng gọi là cái đầu nguồn nha cả nhà mình nha. Nhưng mà ở trong đây bụi rậm quá. Đó, ở đây cũng gọi là đầu nguồn nè. Nước nó chảy từ cái hốc đá chảy ra. Tiếp tục thôi cả nhà. Mình tranh thủ mình bắt á, cho xuống đó càng nhanh càng tốt, chứ để trễ. Hai cuộn là tới đây là để nha cả nhà mình nha. Xíu nữa mình kéo hai cuộn này xuống tới đây là vừa. Rồi mình tiếp tục. Hồi nãy là Tiến chọn hai anh thanh niên còn trẻ tuổi để lên đây bắt cái đường ống rồi rinh ống ra nha. Đó, người ta tắm suối rất là đông luôn. Nên người đồng bào họ sợ lắm, mỗi khi mà tới dịp lễ Tết á, họ sử dụng cái nguồn nước không được cả nha. Bắt cá nè. Wow, lên trên đây lên cao nắng quá chú ơi. Ủa? Ủa mà con khúc nữa mà. Có... Mình lên đó mình kéo xuống nó mới dễ chứ. Còn khúc ống bự nữa không? Đấy là khúc ống bự nè, vậy nó mà cho ông chú kia mua. Có... Bây giờ bắt cái đầu này lên trên đó đi, rồi xíu nữa đem cái ống bự lên xong. Bây giờ mình xả nó thử xem thử nó mạnh cỡ nào. Một cuộn bỏ dưới đây, một cuộn nó xả nha chú. Đúng rồi, một cuộn bỏ dưới đây thôi, còn cuộn đem lên đó. Bỏ bên trong kia đắt một cái được chưa mày? Dạ. Quá đẹp luôn cả nhà. Đây là cái thác gì á, Tiến cũng không biết tên nữa. Thác Đá Thao hả chú? Ừ. Dạ, đây là cái thác Đá Thao, quê hương tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà. Cả nhà mà có thấy đẹp quá mà muốn ra đây chơi vào những dịp lễ Tết khi mà gia đình rảnh rỗi á thì dạ thì hãy liên hệ với Tiến để Tiến dắt lên trên đây nha. Đó, đây là nguồn nước sạch nhất ở trên vùng núi nha cả nhà. Anh cha, chột chột cả nhà mình phải lấy trốn chạy lên. Mệt quá.
Hôm nay Tiến rất là tràn đầy năng lượng luôn. Được thấy bà con vui mừng và làm việc nhiệt huyết á cả nhà, vì có một cái đường ống nước cho họ á. Xả trên kia xả xuống cho giờ trên dốc mình đi lên nặng lắm. Bắt cái đường đi lại này. Dạ dạ. Dạ đúng rồi, đi theo suối, đi theo đường á là ống bây giờ 3.500 mét á, mà mình đi theo những cái đoạn đường mà bê tông hồi nãy cả nhà là cũng phải tới 5.000 mấy mét á, nên mình băng rừng băng núi cho nó đỡ tốn ống cả nhà. Tại vì số lượng có hạn á nên Tiến cũng phải tiết kiệm cái số tiền cho Mạnh Thường Quân, chứ mà mình có bao nhiêu mình làm hết bao nhiêu á thì cũng rất là thương một người hỗ trợ cả nhà, chứ không phải là nhiều người hỗ trợ, nên cái đồng tiền bỏ ra Tiến phải làm sao cho nó xứng đáng và nó hợp lý nhất. Mệt quá. Đây là người đồng bào họ đi rẫy nè cả nhà. Hello cô chú. Cô chú ở đâu? Ở trên núi cao hả? Rồi bây giờ đi đâu? Đi chỗ trời đó, chỗ trời tại đường đó. À chỗ trời chỗ mà để xe đông đông á hả? Chỗ trời mới làm mà. Ủa chuối này là mình hái ở đâu vậy cô? À chuối này hái ăn hả? Dạ. Wow, chuối này mình bán hả cô? Có bán đem về. À chuối này không bán mình đem về thôi. Dạ. Wow. Bán cho con cái này đi. Cái này con trả tiền. Không, người đồng bào làm mấy cái này rất là cực rồi nên Tiến mua cả nha. Ta trên núi bự hơn nhưng mà chưa chín. Bự hơn luôn hả cô? Dạ. Dạ. Cho trái đây đi, trái đây ngon hơn là trái đây. Dạ. Con mua hai trái cho con không lấy đâu. Để cho cô cho bé, cho ăn bé, cho ăn trái xong một viên chuối đi. À cho thì cho chứ không lấy tiền hả? Không à. Không lấy tiền hả? À là cô cho Tiến là một cái trái thơm to như thế này với lại một đá chuối cho các anh em. Dạ. Con bán để cho đi cho chùa này. À đi cho dưới chùa hả cô? Trời ơi, gì mà tốt dữ vậy? Ăn ở chùa để cho chùa lại. À là mình ăn uống ở chùa thì bây giờ mình có gì mình phải cho chùa. Mình cho chùa lại chứ. Dạ, trời ơi. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải. Cho con cái đây. Dạ. Con xin nha. Dạ, dạ cô để đây, cô đợi con xíu nha. Nói gì thì nói, thì người đồng bào họ cũng cần phải có tiền á cả nhà mình, nên Tiến sẽ gửi cho cô một ít tiền. Đây là mẫn cầu tay hả cô? À lấy chuối bọc vậy hả? Wow. Sọ nó dập cái này. Dạ. Con ăn cho con cái đây. Quá dữ luôn cả nhà mình. Thì như Tiến cũng vừa nói cả nhà, người đồng bào dù gì họ cũng phải cần tiền á để họ xây sở trong cuộc sống, nên bây giờ là cô cho con một trái mẫn cầu đó nha, với lại một trái thơm rồi một nải chuối nha. Dạ rồi, con cái này là con biếu cho cô với lại chú. Đây nè. Không cô không có đâu, không có. Dạ đây con gửi con biếu cho cô với lại cho chú 100.000 nha. Người đồng bào họ mừng lắm cả nhà. Không. Dạ không sao đâu cô, không sao đâu nha. Dạ không có đâu, cái này là cô chú biếu con thì con nhận rồi, cái này con biếu ngược lại. Trái đẹp đẹp vậy hả? Dạ thôi, trái nào cũng được. Trời bư ra mất công nữa cô ơi. Người đồng bào họ đi rừng đi núi họ hái những cái trái này cả nhà, một ngày họ kiếm có được mấy chục ngàn thôi, nên Tiến sẽ không có nhận không của họ nha cả nhà mình nha. Quá đẹp luôn, trời ơi con chó cưng dữ vậy ha. Cả nhà mình cưng quá. Thôi con. Dạ chùa cho hả? Dạ chùa cho đi rừng đi núi có những cái con chó mực như vậy cũng rất là ok. Cho ba con chết một con rồi. Cho ba con chết một con rồi. Dạ. Rồi con chỉ nhận ba cái này thôi nha, một cái này một trái thơm để cho các anh em bắt ống ăn cả nha. Rồi, dạ với lại một quầy chuối nhỏ ở đây đó.
Rồi con cảm ơn nha, con để ở đây. Dạ. Đây một trái thơm nha cả nhà, rồi một trái mãng cầu. Dạ không sao đâu. Đây con lấy trái này cũng được. Dạ 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 rồi con cảm ơn. Rồi con không nhận nữa nha. Hôm nay là con bắt cái đường ống nước ở xuống dưới cái chỗ đường cô chú. Thì cô chú cũng thiếu nước đúng không? Con nước á, tại nước con già ở tính ca cũng có năng điện là con phải đấy. Dạ. Ông ở tính nước không tính nam luôn, ở nước không. Ở núi một năm luôn. Hả? Ông có về nhà ở. Dạ, ở trên núi một năm luôn là chú này cả nhà mình. Ông mang rồi về đưa đường xong ông lên lại. À. Dạ, ở gì đó. Dạ. Ông lại ta. Dạ. Đây à. Không tranh nữa cô, dạ thôi con không nhận nữa, trời ơi, thương cô quá. Dạ bây giờ là con chuẩn bị con đi làm việc rồi, có gì hôm nào mà muốn lấy nước á thì cứ đi xuống đó nha cô chú nha, lấy một cái nguồn nước sạch để sử dụng nha. Dạ nước này ở trên này quá sạch luôn hả chú hả? Dạ sạch thì còn dơ đến nó còn dạ đó đang theo ống cả nha. Dạ vậy con chúc cô với chú thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì tiến qua mấy anh thôi cả nhà mình. Đang nối cái đường ống nước lại nè. Wow, đã không cả nha. Quá tuyệt vời luôn. Ui cha. Nước đây chảy rất là mạnh. Cái nguồn nước này cả nhà yên tâm khi mà tiến bắt đường ống nha. Chảy quanh năm suốt tháng luôn cả nhà mình. Bên đây có một cái hồ nè. Kiểu như một cái nhánh mà nó tỉ ra hai đường cả nha, nên một nhánh bên này là tỉ ra bên hồ, nhánh bên kia thì chảy xuống dưới đây, nhánh bên này thì ấy hồ chứa cả nha. Bên đây cũng có một nhánh nhỏ nữa nè, nước ở đây rất là sạch luôn. Mình ở trên đây là mình không lo về thiếu nước luôn cả nha, mình uống được luôn á. Ngon lắm hả chú? Dạ, đó, người đồng bào họ đi rừng đi núi họ xuống họ uống cả nhà. Quá tuyệt vời luôn chú ha. Dạ. Đang kéo ống cả nhà mình nhưng mà kéo sơ suất một xíu á, thì lại bị rối ở cái đầu giữa cả nhà. Bây giờ là phải kéo lên lại. Tại vì mấy anh người đồng bào mấy anh cũng hấp tấp phát cả nhà. Nên bây giờ kéo ra lại. Rồi hết rối rồi cả nhà. Tại vì mình làm cái chỗ nào mà rối á thì mình sẽ dỗ ra chứ không thể nào mà để như vậy được cả nhà mình. Cái nguy cơ nó gãy ống nó rất là cao luôn, nên mình làm phải tới nơi tới chốn á cả nhà. Nước thì tiến gỡ ở trên đầu nguồn ra rồi để cho nó khỏi chảy cho dễ làm. Bây giờ là tiếng kêu chú á, tiếng gọi chú coi cái đường ống như thế này để dỡ lên từ từ cả nha, chứ không có làm như hồi nãy nữa. Làm như hồi nãy cái nguy cơ nó bị cong cái ống á, rồi nó bị nghẹt á, nguy cơ nó rất là cao, nên tiếng muốn là nó chắc chắn và nó thẳng thớm. Tuy nó chậm nhưng mà nó chắc cả nha, chứ không thể nào mà hấp tấp vào những cái việc quan trọng như thế này được. Từ ở dưới đó mà đi lên đây rất là xa xôi luôn. Nếu mà đường ống có bị trục trặc gì, nên mình làm là một công đôi việc, mình làm phải cho nó kỹ càng. Cái này thì hở ron cả nha, hở cái ron nên nó vẫn còn rỉ nước ra. 3 tiếng thì lắp lại cho nó kỹ càng một xíu cả nhà mình. Rồi chú lấy cái thế rồi chú ống mạnh vô chú. Đó.
rồi chú ống mạnh như chú không tới nữa thôi. Không tới hả? Không tới hả? Kéo cái ống trên xuống bên dưới lại. Rồi dẫn vô. Thật sự ra là Tiến rất là vui mừng luôn cả nhà mình. Bắt được một cái đường ống nước mà cái hy vọng á, Tiến mới đầu Tiến kéo ống nước lên á, Tiến rất là lo sợ một điều rằng nước nó vào cái đường ống nó không đủ để nó tải xuống á cả nhà mình. Nhưng mà rất là may mắn trời thương là nước chảy ào ạt luôn cả nhà. Khi mà các anh người đồng bào ở đây á, gia đình của họ ở khu vực nơi đây mà thiếu thốn nước á, các anh thấy nước nó vào đường ống liên tục và nó chảy ra ào ạt luôn thì các anh rất là vui mừng. Tuy chưa nắng giăng nắng như thế này kéo đường ống rất là mệt nhưng mà trên gương mặt của các anh rất là mừng luôn cả nha. Ui chà, chú đồng bào thì đi ngồi sau lưng của Tiến. Ở đây là có một cái căn chòi nè chú. Chòi này của ai chú? Này của người trong làng á. À, người ta ở trong làng hả? Rồi người ta ở trên đây hay là làm sao? Ở trên đây. Ở trên đây luôn hả? Chú ngồi đó xíu người ta rượt chú chạy không kịp á. Ngồi nãy Tiến mua trái thơm lại trái mãng cầu. Thì trái mãng cầu đó Tiến rất là thích ăn luôn cả nhà. Nên Tiến mua về Tiến ăn. Còn những trái thơm của chú thì thì để cho các ăn các chú. Sao đó? Cả nhà thấy nước chảy mạnh không? Quá dữ dằn luôn. Cái này mà tứ cây rừng rồi này kia là nó xanh hết khu rừng luôn á cả nhà mình. Sau khi mà làm cái ống nước xong thì Tiến sẽ nhờ các anh các chú người đồng bào ở đây và Tiến tắm luôn. Mát lạnh luôn. Trời nắng nóng vậy tắm mát lắm cả nhà. Nước chảy ra rất là nhiều, nước này mình uống được luôn nha cả nhà mình nha. Trong uống được chứ, trong lắm mà. Tao uống anh. Đó, cả nhà thấy anh người đồng bào uống không? Nó ngọt đúng không anh hả? Ui, nước này ngon lắm chưa? Ngon lắm hả? Nước rất là trong luôn cả nhà. Quá dữ dằn luôn. Mạnh cơ. Mạnh cực kỳ. Wow, thấy cái vòng cả nhà mình. Rất là đẹp. Tắm ông rồi không nè. Đại từ trên xuống đó. Dưới kia xây chưa, kéo chưa? Dưới kia kéo chưa chú? Đang chui vô bùi nhá. Đâu? Ngon cậu, uống không quen coi chừng đau bụng đó nha. Đúng không? Tại vì người đồng bào khát nước cỡ nào cũng hết á. Tại vì lạ nước cả nhà mình, nước này thì sạch rồi nhưng mà nhiều người như bụng yếu á, như Tiến á bụng yếu là Tiến không dám uống đâu. Có mùa mưa là nó ấy nó mùa mưa nó dơ hả anh? Dơ nó đục á. À mùa mưa nó đục một xíu thôi cả nhà, còn mùa nắng như thế này rất là ngon và ngọt luôn. Nguồn luôn mà. Mưa dạ. Núi xuống á, từ các núi cùng. Vui không? Thấy nước vui không mấy anh? Vui hả? Đồ khát nước quá cả nhà mình, hồi nãy chia ra hai tốp á mà một tốp với chia người ta lấy mấy chai nước hết rồi cả nhà mình nên các anh em ở trên đây là không có nước, may mắn là có một cái nguồn nước suối như thế này nè. Tiến giờ Tiến uống cho cả nhà mình cùng xem nha, tại vì Tiến cũng hên xui cả nhà mình không biết bụng mình yếu hay là không. Ngọt cả nhà mình. Không biết là gì, kêu gì, cái gì say á. Quá tuyệt vời. Dạ nước mặn, nước mạnh nhưng mà ngọt. Đúng rồi. Dạ, nước trên đầu nguồn cả nhà mình nó rất là ngọt luôn. Nước mình là sạch ghê đó. Dạ, sạch ghê lắm hả? Ừ, trên tàu xuống chúng ta đây. Dạ. Nước mình có nguồn chạy ra nè. Dạ. Uống nước này nghiện nha cả nhà mình nha. Từ việc kháng nước đó cả nhà. Bây giờ Tiến ngồi Tiến nghỉ thôi cả nhà mình. Tại vì ở trên đó các anh các chú đang chỉnh cái đường ống á, mà nãy Tiến chọt nữa nên nó bể cái trái thơm này luôn cả nhà.
Cái anh cái chú thì làm ở trên đó, Tiến thì Tiến xuống đây Tiến trò chuyện với cả nhà một xíu, rồi xíu nữa Tiến phải chạy xuống ở dưới chỗ đồng bằng á, Tiến mua cơm rồi mua trái cây mua nước rồi lên cho các anh các chú ăn luôn cả nhà. Còn cái này bể rồi, còn một miếng nhè cả nhà, nó bể nó rơi rớt tùm lum hết luôn. Tiến mới cầm cái này Tiến rửa lại, tại vì quá là khát nước luôn cả nhà mình. Thì Tiến để đây xem thử nó có trôi không, không trôi nha cả nhà mình nha. Tại vì mình hãy tận hưởng những cái khoảnh khắc mà mình ở thiên nhiên như thế này. Tiến mời cả nhà mình ăn thơm nha, thơm rừng thơm núi. Nãy Tiến cô kia cô với chú gửi tặng cho Tiến á, ngọt quá cả nhà mình. Ngon quá cả nhà mình. Hôm nay là một ngày rất là vui đối với Nguyễn Thông Tiến luôn, có được cái đường ống nước cho bà con nghèo á họ sử dụng á, thì cái niềm vui hiện lên trên gương mặt của họ luôn cả nhà mình, ai cũng cười tươi rói luôn. Tại vì mình làm như thế này Tiến không thể nào mà ghi hình hết tất cả những người ở đây được cho cả nhà mình xem. Khi nào mà làm xong cái đường ống nước á thì Tiến sẽ tập hợp lại rồi xem thử cái cảm xúc của bà con ở nơi đây khi mà có được một cái đường ống nước, được cái tình thương của các cô các chị các quý mạnh thường quân đã yêu thương đóng góp cho đồng bào ở khu vực nơi đây á, xem thử cảm xúc của họ như thế nào nha cả nhà mình nha. Ngon quá cả nhà. Mình làm xong xuôi hết rồi mình sẽ tắm. Nước chảy rất là mạnh luôn. Ở đây là không phải đầu nguồn, nó cách xa đầu nguồn khoảng một cây số cả nhà, 800m thôi cả nhà mình, 800m. Ngọt ghê lắm cả nhà mình. Những trái ở trên rừng trên núi ngọt lắm. Rồi cũng để đây xuống nữa mình đi dục. Tiến cũng vừa nói là nước từ trên đầu nguồn mà nó chảy xuống đây là nó ô nhiễm như thế này này cả nhà mình. Thì họ sử dụng cái nguồn nước đây đây. Ống là Tiến cho mấy chú, Tiến nhờ mấy chú là để cho gọn ghế lại. Rồi mình cột lại luôn cả nhà. Mình tìm cái đường nào mà nó thuận tiện á. Rồi mình bắt cái nước, mình để cái đường ống cho nó thuận tiện luôn, chứ mình mà để ở trên đá lơ tơ mơ á là vài bữa nữa mưa bão á nó sẽ cuốn trôi cái đường ống, nó căng cái đường ống nó bung ra bứt hết luôn á cả nhà, nên phải cột lại đồ cho nó kỹ càng rồi nối đồ này kia cho nó chắc chắn. Chúng có đem theo cái mỏ lết để nối á cả nhà, để nối đường ống á, nối lại cho nó chắc chắn chứ không thể nào mà để sơ suất được. Mấy chục năm trời họ mới có cái đường ống như thế này. Thì đây là cơ hội của họ để họ sinh sống, sinh hoạt chứ có một cái nguồn nước, nước sạch. Nên ta phải bắt buộc là phải bảo quản thật là kỹ càng. Đang nối lại cả nhà mình. Đó cái đồ dặn cái ống bớt cái nhạc, cái núi bớt cái này tên đi mày lạc dạp dạ anh đi anh phố phỉ lo ăn hay nó kẹp anh phố phỉ lo dặn cho chắc chắn luôn dạ. Cho khỏi người dân ở đây, đây nhiều người họ có lòng tham á cả nhà, rồi họ gỡ cái đường ống, gỡ mấy cái núi ra rồi họ kéo cái đường ống về làm của riêng họ á, nên phải dặn chắc chắn luôn, dặn bằng tay không không được đâu. Làm hồi sáng giờ rồi nhưng mà thấy mọi người vẫn có sức để làm cả nhà, rất là vui vẻ làm việc luôn. Đây là một cái nguồn nước rất là quý hiếm đối với họ. Ở đây cả nhà cũng thấy đó, là có một cái đường nước ống hồng. Ống này là nó mình sử dụng một thời gian thôi cả nhà, nó cũng sẽ hư thôi chứ nó không có lâu năm như cái ống đen mà như Tiến hiện tại đang làm. Cái này là họ làm cho cá nhân của họ. Họ bắt cái đường ống nước lên tới chòi luôn á cả nhà. Phía trên kia là có chòi. Đó, phía trên đó là có chòi đó cả nhà. Các anh thì đi xuống ở dưới phía dưới hết rồi, kéo và rên những cái cuộn ống lên trên để có mà nối tiếp vào luôn á cả nhà. Ở đây thì chú với lại đồng bào, với một anh đồng bào là
cố ngồi để xoay cái ống cho cái ống nó khỏi cong á cả nhà. Một khi nó mà cong á là bắt buộc là mình phải bỏ cái đoạn đó chứ không thể nào mà mình sử dụng được nữa. Nó cuộn cuộn vậy cả nhà mình, chứ nó dễ cong lắm, khi mà mình duỗi ra thẳng á là nó sẽ không có cong nữa đâu. Mình bắt buộc là mình phải xoay để cho nó thẳng thớm lại. Tiến mong á, là cả nhà xem được cái video này của Tiến á, và thấy cái hình ảnh rồi mọi người làm việc, cả nhà thấy cái video ý nghĩa, cả nhà hãy theo dõi hết tập giúp cho Tiến nha, để Tiến có một cái niềm vui. Đây cũng là một cái công sức của Tiến, Tiến đi lên rừng lên núi để gây những cái thước phim như thế này để gửi cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng xem, để hiểu rõ cái công việc mà hiện tại Tiến làm và cái niềm vui của người dân ở đây như thế nào luôn nha cả nhà mình nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Chú đồng bào vừa nói nao ô là cả nhà biết cái gì không? Cái tiếng đó của người phải gọi, nếu mà phải gọi thẳng ra là của người dân tộc Đắk Lây cả nha. Nao á, nao là đi cả nhà mình. Khi nào mà ở trên đây chỉnh đường ống xong là chú nói là nao nao nao. Nao là kéo tiếp đi đi á cả nhà. Tắm dưỡng cho đó cả nhà. Có nước người ta mừng á cả nhà mình. Ở đây là cái hố rất là sâu luôn. Cẩn thận nha. Hôm bữa tiếng bị trượt á. Dập mông luôn cả nhà. Mình đi ở trên rừng trên núi á. Rồi. Cái này là chắc chắn là tiếng bị trượt rồi cả nhà. Ui sao nó sâu quá cả nhà mình. Chú sao nó sâu dữ vậy chú? Ừ. Thế này. Được không? Được. Trường lắm cả nhà. Chúng qua bên này nha. Nắm cái cây này, tại vì lên rừng lên núi là phải đi những cái dốc trơn rồi này chi đó. Mình phải có những cái cây mình bám cả nhà. Để nó khỏi trượt. Nãy tiếng mà đi ngõ kia là tiếng trượt rồi. Cả nhà có thấy đôi dép của Tiến không? Dép này là mới mua mấy chục ngàn cả nhà, dép kia đi trượt quá té đứt rồi. Nên tiếng mua cái này cả nhà thấy dễ thương không? Quá đã luôn, có chân điện thoại đồ nha cậu nha. Có chân bóp đồ á. Xuống phát là ướt nhẹp luôn á. Wow, quá dữ dằn luôn. Giờ tiếng cũng xuống tiếng tắm luôn nha cả nhà mình nha. Nước suối này lạnh lắm cả nhà mình ơi. Hả? Chỗ đó lạnh hơn luôn hả? Chỗ đó lạnh hơn hả? Ủa, đã quá cả nhà mình. Lạnh quá. Xuống tắm rồi chú? Không hả? Tắm hồi nãy. Tắm hồi nãy rồi hả? Ừ. Ôi, cái gì vậy ta? Ồ, mát lắm cả nhà. Ồ. Sướng quá. Đã lắm cả nhà mình. Wow, dưới này sâu nha. Đâu? Sâu nhìn tới đầu luôn á. Đúng rồi. Sao nước thúi vậy? Sao nước bị bạch thúi như vậy? Wow, quá đã. Ôi, bên này sâu nè. Mua nước rồi, tắm nữa rồi, tắm nha. Trong đó có răng to lắm á. Ngã vô rồi. Răng lúc con gì đó. Có thể lỗ ra hả? Người ta không cho tắm cái này đâu. Vậy hả? Răng to lắm hả? Răng to lắm. Có thể. Lên. Mình tắt đi hả? Đây, có cái này trộn nó ổn. À. Có người bảo. Cái gì? Trắng. Trắng đâu ra? Có trắng đây nè. Ghê vậy? Sợ vậy? Vừa nãy ai cũng hào hứng nhảy xuống tắm ầm ầm hết cả nhà mình. Mà may có anh kia anh tới anh nói là có con trăng nó to lắm cả nhà. Nó nằm ở dưới đó, chỗ đó là chỗ nó sống luôn cả nhà mình. Nó to lắm nên không có ai mà dám tới đó
để ngồi chơi khi mà đi du lịch đi suối được cả nhà mình. May là anh tới anh nói kịp nên mấy anh mấy chú là nhảy lên bờ hết cả nhà. Thà nói ở dưới đó có cái gì thì mình không tin, chứ mà tiến thấy khu vực mà tắm á nó rất là rậm rạp luôn cả nhà mình, nhìn ghê lắm. Nhưng mà thấy cái hồ nó trống á, trống chảy nên mình tắm thôi, chứ mình không biết là ở dưới đó nó có cái gì. Trời cả nhà, tắm xuống là bơi một hai vòng là lên đủ mát rồi, ướt người thôi. Cả nhà mình lên đây, lên rừng lên núi á nó nắng lắm, nắng nên mình nhảy xuống mình tắm ngâm mình xíu rồi mình lên thôi. Nếu mà mình tắm á là mình tắm ở trên đầu nguồn á cả nhà mình, cái đó mới gọi là tắm suối thực thụ. Mà cái này do mình đi công việc nên vì nắng nóng quá mình tắm vậy thôi, chứ mình đi chơi thì nó lại khác cả nhà, đi chơi suối rồi nó lại khác. Sáng tiếng mùa nước quá trời luôn, tiếng kêu chú đồng bào á. Ủa cái đường ống kéo đâu vậy chú? Ngoài ngõ đó. Ủa ngõ nào? Tại vì tới đây nó tỉ ra hai đường cả nha. Cái mùa nước nhiều lắm mà tiếng kêu chú đồng bào á đem nước lên, tại vì tiếng quay phim còn các anh á là các chú khác á thì chở đường ống á cả nha. Mới rảy giờ hả chú? Dạ dạ. Người đồng bào đi rảy cả nha. Cái chỗ cái hồ nãy cả nhà mình, trời ơi, giờ tiếng tắm lên á tiếng thấy cái nước nó hôi lắm cả nhà. Đem nước lên mà không ai đem hết, để ở dưới đồng bằng á. Rồi giờ ai cũng nhìn khác luôn, uống nước suối thôi cả nhà. Wow, nắng quá. Mình vừa đi công việc, mình vừa làm việc, rồi mình vừa trải nghiệm luôn cả nhà mình. Cuộc sống là không còn gì bằng kiểu như mình đi giúp đỡ người khác nè, rồi mình vừa đi kiếm tiền nè. Đây là công việc của Tiến thì chắc chắn Tiến phải có một cái đồng lương ở bên YouTube rồi. Và mình giúp người á, hỗ trợ mạnh thường quân để giúp người nghèo có một cái lợi ích ít cho họ. Rồi mình còn được trải nghiệm nữa. Không còn gì bằng luôn cả nha. Ở đây những cái cây thơm rất là nhiều. Đây nè, bụi bụi luôn cả nhà mình. Quá trời luôn, đó. Những cái cây đó. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đây nè, đẹp lắm. Ui, ở đây là một vườn thơm luôn chứ. Ui, quá trời luôn. Nhiều lắm. Các anh thì đi phía bên dưới cả nhà, kéo đường ống phía bên dưới. Còn Tiến thì Tiến đi theo cái con đường mòn. Để nếu mà kịp qua thì Tiến sẽ tới ngoài đầu đường, Tiến lấy nước rồi mang ngược lại cho các anh. Cuối cùng thì cũng đã kéo ống hơn nửa đoạn đường rồi cả nhà mình. Bây giờ là đã 12 giờ trưa rồi. Tiến sẽ ghi hình cái cuộc hành trình này cho tới khi mà xong xuôi để gửi tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng xem luôn nha. Bây giờ mọi người trưa nắng cũng hơi mệt rồi, nên tranh thủ làm xíu nữa Tiến nhờ anh đồng bào á, ảnh đi mua cơm cho mấy anh mấy chú rồi cả nhà. Còn đây là cái hướng mà Tiến quay ở trên suối á cả nhà mình. Đây, để Tiến chỉ nè. Đó, ở ngoài sâu cái vách núi này và đi thêm mấy trăm mét nữa là cái thác khi nãy á cả nhà. Mình băng một cái đoạn đường rừng băng tới đây luôn. Đó, cả nhà cũng thấy đó, cái đường ống được kéo ra tới đây. Kéo được là hơn 2000 mét rồi cả nhà mình. 2001 hay 2002 gì đó. Ở ngoài sâu núi luôn nha cả nhà mình nha. Đó, ở chỗ đó đó. Tại vì cái gì Tiến cũng muốn phải thực tế, mình chỉ để cho những người xem họ hiểu rõ cái đoạn đường mà làm cái đường ống như thế nào. Nước xuống đây thì mừng rồi cả nhà.
chảy nước quá trời luôn. Thiếu nối đang đi mua cả nhà. Những phần nóng được kéo ra liên tục cả nhà. Mình làm phá trưa luôn, tại vì không phải là tham công tiếc việc gì cả nhà mình, nhưng mà cơm với lại thiếu co á, tiếng nhờ đi mua rồi. Bây giờ mình kéo ống ra sẵn thôi, xíu nữa co về là mình tiếp tục mình ráp với co thôi cả nhà, mình nối lại thôi. Mình ấy mua cái đầu nối chứ tiếng nhầm là co. Bắt theo cái đường mương này luôn cả nhà mình. Còn phía bên này á là cứ cách một trụ để ở ngoài, còn trụ trong á thì để cái ống bên trong để cho ống nó khỏi bung cả nhà mình. Đó, mình để xuống dưới đây luôn. Để xuống cái đường nước đây luôn cả nhà. Hôm nay là ngày thứ hai cả nhà mình, thì sau 2 ngày cái đường ống nước cũng đã hoàn thiện rồi cả nhà. Tại vì mình bắt từ đầu nguồn cho xuống tới đây á, tới mấy ngàn mét lận cả nhà mình, nên mấy cái đoạn đầu ở trên ống á thì nước nó mạnh lắm, mà càng về sâu á thì cái đường ống nó dài ấy cả nhà, nước nó chảy như thế này cũng là quá tốt rồi cả nhà mình. Tại vì cái đường ống nó nằm ở trên rừng trên núi á cả nhà mình, nên nước vào buổi trưa rất là nóng luôn. Tính có mua van đồ này kia là gắn hết rồi. Cái này là chỉ lót gạch đỡ thôi nha cả nhà mình nha. Tiến sĩ mua xi măng rồi mình xây một cái bệ đỡ ở chỗ đây. Một cái đường ống cũng may mắn là trước đó công trình người ta làm cái đường nè cả nhà mình, họ làm một cái lối thoát nước, thì mình bỏ cái đường ống đây á, bỏ đường ống ở dưới cái lối thoát nước luôn cho nó bảo quản cái đường ống luôn cả nhà. Quá là vui. 2 ngày thì mọi thứ cũng đã hoàn thành rồi cả nhà. Đó cả nhà, thấy nước chảy ra liên tục không? Nên Tiến phải mua cái van này lại, ai tới múc á thì họ vặn cái van ra thôi. Tại vì khu vực này á rất là đông dân cư luôn cả nhà mình. Buổi chiều người ta mới đi rẫy đi rừng về mới tập hợp lấy nước được cả nhà. Còn bây giờ chưa nắng á, người ta ở trên rừng trên núi á nên người ta chưa có tới lấy được đâu. Tiếng quay giờ trưa chứ nếu mà tiếng quay mà giờ chiều á thì người tới đây lấy nước rất là đông luôn cả nhà mình. Bây giờ thì Tiến sẽ qua bên một chỗ mát nào đó, Tiến gửi tiền cho các anh mà các anh đi phụ kéo đường ống nước á cả nhà. Tiến sẽ gửi tiền cho các anh các chú luôn nha. Bà Tiến với lại chú người đồng bào lắp cái đường ống hôm qua giờ là bây giờ cũng xong xuôi rồi, mấy anh mấy chú nghỉ mệt cả nhà mình. Sẵn ở đây là Tiến gửi tiền công cho các anh làm luôn cả nhà. Chú là người đồng bào ở đây, chú thấy hôm nay có một cái đường ống nước sạch như vậy, chú vui không? Ồ, chú rất cảm ơn nhiều con ơi. Dạ. Tại vì đồng bào ở đây coi là khô khan quá. Khô khan quá hả chú? Ừ, khô khan. Giờ đồng bào ở đây coi là đói nước luôn con à. Đói nước luôn? Ừ. Dạ. Khổ ghê lắm. Trước đó là chú lấy nước ở đâu? Cái nguồn nước mà tất cả các bà con ở đây lấy nước ở đâu? Đây, thường bà con gọi là lên từ nhà mang từ suối mang lên luôn ấy chứ. À, còn có nhiều người ta không có sức thì người ta múc cái nguồn nước dơ ở dưới đập á hả? Ừ, đúng là cái bữa nay cái đường này mới đây chứ có người thanh niên rồi chở nước hồi đó mang từ suối lên không á. Dạ. Ơi. Khổ lắm. Ở đây chú cho con hỏi là rất là đông dân luôn đúng không chú? Bao nhiêu hộ? Ồ, nhiều lắm, trên 30 hộ lận. Trên 30 hộ dân. Ừ. Dạ, trên 30 hộ dân là rất là nhiều người nha cả nhà mình nha. Nhiều chứ. Tiếng chia sẻ là vào buổi trưa nên ít dân tới lấy nước thôi cả nhà mình. Đây là chú người đồng bào nên chú nói để cho cả nhà cùng hiểu rõ cái khu vực này họ sinh sống rất là đông người, nên Tiếng mới chọn để bắt cái nguồn nước ở đây cho chia sẻ cho tất cả các bà con ở khu vực nơi đây luôn. Bây giờ đang đợi các anh các chú tập hợp lại rồi Tiến sẽ gửi tiền cho các anh các chú luôn nha. Thì đây cả nhà mình, đây là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân á nhờ Tiến gửi giống như là tiền công các anh các chú làm á cả nhà mình. Thì Tiến cũng đã đổi ra tiền lẻ hết rồi để gửi cho mỗi người. Thì cô Cúc ở Mỹ, cô muốn gửi cho mỗi người là 450
là một ngày công á cả nhà, tại vì sáng nay á còn một đoạn ống nữa nó chưa hoàn thiện á, nên các anh các chú á, là lên đây ngồi đợi rồi xong xuôi rồi tiếng gửi tiền luôn cả nhà. Chứ hôm nay là mình nói xong vậy thôi, chứ thật sự ra là hôm nay không làm gì, chỉ làm ngày hôm qua kéo ống thôi cả nhà mình. Đây là tất cả các số tiền của 15 người hôm qua làm cả nhà, tại vì hôm qua rất là đông đủ người luôn. Còn bữa nay á là người ta có người đi làm, có người thì không đi làm á, nên tới đây cả nhà mình, nên đôi khi là không có đủ người ở đây để tiếng phát. Rồi đủ đủ hết chưa chú? Chưa chưa đủ hả? Thiếu hai người nữa cả nhà mình. Thì bây giờ cả nhà đợi một xíu nha, rồi đông đủ rồi tiến sĩ phát tiền cho các anh các chú luôn, tại vì tiến cũng muốn cái gì nó rõ ràng cái đó cả nhà. Một anh với một chú đang ăn lợi dở cơm trưa cả nhà mình, nên bây giờ là có bao nhiêu các anh các chú ở đây thì tiến sĩ gửi tiền luôn nha. Còn thiếu bao nhiêu người thì tiến sĩ giữ cái số tiền công này lại rồi tiến gửi sau nha cả nhà mình nha. Trước tiên là tiến gửi cho ba tiếng, đây là ba tiếng. Một ngày là cô Cúc gửi cho mỗi người để kéo cái đường ống là 450 nha cả nhà mình nha. Đây là 200, 400, 450. Đây còn gửi ba. Đây là chú người đồng bào cũng làm, nói chung mọi người làm giống như nhau hết cả nhà mình. Đây chú, con gửi cho chú 450 nè. Dạ. Rồi, con gửi cho chú 450. Cảm ơn. Dạ. Rồi, em gửi cho anh 450. Đây. Chú, con gửi cho chú 450 nha. Cảm ơn mấy con. Dạ. Dùng sao dùng xa. Dạ, tại vì cả nhà biết không, người đồng bào á, một ngày á, họ làm á, không tới cái số tiền này đâu đúng không? Rất cảm ơn. Dạ. Dạ, một ngày làm đâu thể làm mà tới số tiền này đâu đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Rất cảm ơn chú mấy con vậy đấy. À, làm ngày mấy chục ngàn à hả? Dạ. Đây. À, em gửi cho anh nha. Dạ rồi, 450. Cảm ơn. Rồi, em gửi cho anh luôn. Đây 450. Về đây, em gửi cho anh. Dạ, 450. Ăn là vợ kìa. Rồi, em gửi cho anh 450. Thì 450 tiếng cũng đã gửi cho các anh các chú xong rồi cả nhà mình. Còn cái số tiền còn lại á là còn dư là ở trong kia có vài người nữa, thì tiếng sẽ phát sâu luôn nha cả nhà mình nha. Nên cả nhà yên tâm với cái vấn đề mà tiền bạc á, tiếng rất rõ ràng, nên cả nhà yên tâm về vấn đề này nha. Quan trọng là cái nguồn nước của tất cả các bà con ở đây sinh hoạt. Thì xong xuôi hết rồi, bây giờ thì tiếng cũng muốn á là công bố cái số tiền mà làm cái đường ống cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng biết luôn nha. Thì mọi thứ cũng đã hoàn thành xong xuôi vỏn vẹn trong vòng 2 ngày thôi cả nhà. Nếu mà tính ra đúng á, là một ngày nhưng mà còn bị trục chặt á, còn bị trục chặt là vài mét ống nữa nó mới tới cái nơi mà hồi nãy tiếng quay phim với cả nhà mình. Nên buổi sáng á, là phải chạy đi mua lẻ thêm nữa cả nhà mình, mua lẻ thêm để vào ráp nữa chứ 3.500 mét á, là tại vì lúc đầu tiên tính á, là mình băng qua rẫy người ta luôn, băng qua rẫy người ta để cho nó tiết kiệm cái đường ống và đỡ cái số tiền của mạnh thường quân á cả nhà mình. Nhưng mà khi mà kéo tới một cái rẫy của người ta đang khai hoang ra, người ta trồng trọt đồ này kia á, thì họ làm gì trong đó là mình, nếu mà mình đi cái đường ống vào á thì sau này không biết là cái đường ống của mình nó sẽ bị như thế nào, nên tiếng muốn cho chắc ăn thôi. Bây giờ thà mình hụt một xíu ống cũng được, tiếng bắt ra theo cái đường bê tông luôn cả nhà mình. Nó có một cái rãnh mương á để cho thoát nước á, nên mình bỏ cái đường ống của mình vào trong cái rãnh mương đó luôn thì sẽ không có ai mà phá được cả nhà mình. Với lại có cái chú đồng bào đi theo tiếng á, thì tiếng nhờ các anh các chú á là thay phiên nhau mỗi khi mà cỡ khoảng 1-2 tuần gì đó, một tuần người ta đi qua đoạn đường này á, là phải kiểm tra tất cả các đường ống từ ở dưới đây cho lên tới đầu nguồn luôn cả nhà mình. Khi nãy tiếng đã dặn hết tất cả các anh các chú rồi, thì cả nhà cứ yên tâm nha. Mình làm cái gì là phải lâu dài, chứ không phải mình làm xong rồi mình bỏ cho họ muốn làm sao thì làm, thì rất là uổng phí cái số tiền của mạnh thường quân đã yêu thương và bỏ cái đường ống này ra giúp đỡ cho người nghèo cả nhà. Nên phải bảo quản thật là kỹ càng. Thì tiếng cũng xin phép á là tiếng đọc tên của mạnh thường quân và đọc tất cả các số tiền chi phí làm ống nước và trả tiền công luôn nha cả nhà mình nha. Ở đây á là tiếng làm một cái đường ống nước, thì cái ống này á cả nhà mình là cái ống 32. Lúc đầu á là mình dự tính á, tiếng dự tính là
làm cái đường ống nhỏ thôi. Mình bắt từ ở trên đầu nguồn cho tới bắt xuống ở dưới đây. Dưới hiện tại mà Tiến đang ngồi nè, thì mình sẽ xây một cái hồ chứa. Nhưng mà mình vừa suy nghĩ á, thì mình tới đây mình thấy là đất núi là họ không có cho xây hồ chứa được cả nhà mình. Xây nhà tường hay là xây bất kể một cái gì ở trên núi họ không cho phép xây. Nên cái việc mà xây hồ á, là mình bỏ qua một bên. Còn cái bình inox mà chứa nước á, cả nhà mình, cái bồn mà chứa nước á, thì nó cũng sẽ có giới hạn, nó chịu đựng nước thôi. Mà cái nguồn nước này là nó xả từ trên đầu nguồn xả xuống liên tục luôn. Thì mình mua một cái bồn chứa nước to như vậy, mấy ngàn lít đi chăng nữa, thì nó sẽ cũng đầy thôi cả nhà mình, nó cũng sẽ tràn ra thôi. Nên Tiến mới quyết định là để cái ống ở đây và bắt một cái van, ai muốn lấy thì tới vặn ra, ai muốn lấy thì tới vặn ra thôi cả nhà mình. Thì mình làm cái đường ống đó là Tiến mua cái đường ống 32. Một cái ống này là cái ống 32, thì cái đơn giá của nó, Tiến đọc đơn giá và kỹ càng cho cả nhà nghe rõ luôn nha. Đơn giá của cái ống 32 này, ống này là ống HDPE, là ống đen cả nhà, là đơn giá 14.400 đồng một mét. Thì Tiến nhân ra 3.500 mét cả nhà mình. Tại vì Tiến cũng muốn tính tổng luôn cái ống hồi sáng á, mà còn thiếu á, thì cái đó tiền của Tiến bỏ ra. Tại vì nó cũng không dạt nhiều mấy trăm ngàn thôi cả nhà mình. Thì Tiến sẽ phụ giúp với các mạnh thường quân. Bây giờ Tiến chỉ tính cái đường mét chẵn thôi, chứ thật ra là nó 3.500 mấy chục mét lần cả nhà. Nên đơn giá 14.400 đồng một mét nhân 3.500 mét ống nước, thì nó quy ra là 50.400.000 đồng. Và tiền của Tiến, tiền của Mạnh Thường Quân nhờ Tiến là trả công cho các anh các chú người đồng bào á, mỗi người là 450.000 đồng. Thì hôm nay là Tiến trao tặng, trao gửi cái số tiền đó là chỉ có 11-12 người thôi cả nhà mình. Còn những người kia là hôm nay là họ đi làm để họ kiếm cái đồng tiền lương rồi cả nhà, nên họ không có ở đây được. Tổng cộng hết là 450.000 đồng nhân 15 người thì ra là 6.750.000 đồng. Tổng cộng hết tiền làm ống nước phụ kiện á, và tiền gửi tiền công cho các anh các chú, tổng cộng hết là 57.150.000 đồng nha cả nhà mình nha. Thì đây là một cái đường ống nước của Mạnh Thường Quân, là chị Thân Thiện ở Mỹ và cô Cúc ở Mỹ luôn cả nhà mình. Cô Cúc thì hỗ trợ một cái số tiền để trả công cho các anh các chú người đồng bào. Còn cái đường ống còn lại mà bắt từ hôm qua tới giờ á, là chị Thân Thiện hỗ trợ. Và em cũng không có biết nói gì hơn, em thay mặt tất cả các bà con người đồng bào Đắk Lây ở khu vực tỉnh Ninh Thuận này, em cảm ơn chị Thân Thiện và cô Cúc ở Mỹ rất là nhiều, vì đã yêu thương và trao hết cái tình thương này tới cho tất cả các bà con ở trên vùng núi. Thì em không biết nói gì hơn, em xin thay mặt cho tất cả các bà con cảm ơn chị Thân Thiện ở Mỹ và cảm ơn cô Cúc rất nhiều. Xin chúc cho hai cô luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống. Đèn năng lượng rồi Tiến để hồi sáng giờ, nhưng mà trục trặc cái việc bắt ống nước á, nên mình phải ngồi đợi để phát tiền cho các anh các chú. Bây giờ cũng đã mọi thứ xong xuôi, tiền Tiến cũng công bố cái số tiền để Mạnh Thường Quân, là chị Thân Thiện với lại cô Cúc biết, và tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng biết luôn. Thì Tiến đi quay, đi thăm bà con ở đây á, nếu mà buổi chiều á Tiến còn ở đây, thì bà con ở khu vực đây mà họ tới họ lấy nước á, thì Tiến sẽ ghi thêm một cái thước phim. Khi mà họ nhận được cái nguồn nước sạch như thế này, Tiến rất là mong chờ cái điều đó, và Mạnh Thường Quân cũng chắc chắn cũng sẽ mong chờ cái điều đó luôn cả nhà mình. Thì hẹn cả nhà vào những tập video tiếp theo nha. Bây giờ Tiến cũng phải xin phép là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và đừng quên xem hết quảng cáo và gửi cho Tiến những cái lời chúc bình luận tích cực và tốt đẹp, để cho Tiến càng cố gắng hoàn thiện bản thân và kể cả như trong công việc hiện tại mà Tiến đang làm nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.